Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 85, khoảnh khắc cuối cùng. Xem ra bộ hài cốt này là nữ nhi của Hứa Bá Nho, vì tư lợi nên yêu đạo Huyền Thanh cùng đám dư nhiệt tiền triều đã bế đứa bé này đi, Chẳng ngờ tiểu cô nương trời sinh yếu ớt nguy trong sớm tối nên Huyền Thanh đã bí mật dùng trận khóa hồn để vây khốn hồn phách của tiểu cô nương, sau đó lại dùng bùa câu hồn toan trói buộc linh hồn của người khác để kéo dài mạng sống của nàng. Chẳng dè lần thi pháp đấy hắn lại thất bại trong gang tấc. Hạ Thiệu Đình cười lạnh. Thuộc Hạ không hiểu, vì sao yêu đạo Huyền Thanh phải tìm mọi cách để kéo dài mạng sống của tiểu cô nương ấy. Thuộc Hạ đã tra ký rồi, xuất thân của hứa ra trong sạch phu thê hứa bá nho thực sự chỉ là bách tính bình thường không có chút dính líu gì tới hoàng thất tiền triều tào thăm nghĩ mãi không ra đương nhiên là có lợi bọn họ tốn nhiều tâm tư với một đứa bé mới sinh như thế hẳn là bởi vì đứa bé đó có một thứ gì đó đặc biệt hơn người chẳng qua đứa bé đó còn nhỏ đầu óc chưa mở mang nên dù có chỗ nào hơn người cũng không nhìn ra được thứ duy nhất làm cho bọn họ để ý chắc hẳn là mệnh cách hạ thiệu đình càng nói càng tức giận chỉ vì thứ mệnh cách mờ ảo hư vô kia mà bọn họ đối xử với một đứa bé còn đang cuốn tả một cách điên dại như vậy, thật sự là lũ không bằng cầm thú. Thế đứa bé sơ sinh còn lại thì sao? Tiểu cô nương ấy đã đi nơi nào? Tào thăng hỏi tiếp. Hạ tiểu đình không đáp lời. Đứa bé sơ sinh còn lại đương nhiên chính là hứa đinh nhược trong phủ dự vương, chỉ là hắn cũng không biết nàng ta có nhận giặc làm cha không? Có trở thành đồng đảng của đám người kia hay không? những điều này còn cần điều tra thêm để tránh lỡ tay làm tổn thương người vô tội đường quân giao không khỏi thở dài khi nhìn ra được suy nghĩ của hắn bất kể thiếu niên tướng quân của nàng đã trải qua gian khổ gì dù trên tay dính bao nhiêu máu tươi nhưng trái tim của hắn thủy chung giữ nguyên sự mềm mại nếu đổi là người khác để tránh tai họa về sau người ta thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót và hứa đinh nhược giả kia sẽ bị trừng trị như đồng đảng Dẫu sao lúc Phương Nghi còn ở Đông Cung đã nhiều lần chiếu cố cho nàng ta. Thậm chí cả chết liễu, người mà nàng ta tín nhiệm nhất bây giờ cũng là người của Phương Nghi. Hợp tình, hợp lý, bằng chứng vô cùng xác thực. Ai thèm bỏ ra nhiều công sức để điều tra nhiều như vậy? Bảo Nha, lúc này ta vẫn còn việc phải làm, hay là ta đưa nàng về trước nhé? Hạ Thiệu Đình vẫn còn chuyện phải làm nên không dám nán lại vì thế thấp giọng nói. Không cần đâu, muội muốn đi thăm nàng ấy. Đường quân giao lắc đầu từ chối. Trong phút chốc hạ thiệu đình không hiểu nàng ấy mà nàng nói đến là chỉ ai, đợi khi hắn thấy vẻ mặt buồn bã của nàng mới lập tức ngộ ra. Ta đã cho người thu thập di cốt của nàng ấy lại lần nữa, hiện giờ tạm thời để ở trong điện thờ phía đông, tái thần tiên mỗi ngày đều thắp hương cho nàng ấy. Nếu nàng muốn đến thì ta sẽ bảo người đưa nàng đi, nhưng nhớ kỹ không được ở lại lâu. Hạ thiệu đình lo lắng giận dò. Đường quân giao gật đầu đồng ý, nàng được một binh lính trẻ tuổi đưa đến điện phía Tây, quả nhiên nhìn thấy một chiếc quan tài nhỏ đặt trong điện, còn tái thần tiên đang khoanh chân ngồi cạnh, vẻ mặt ngẩn ngơ không biết đang nghĩ gì. Ngươi đến rồi à? Tái thần tiên trông thấy nàng thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Đường quân giao đáp lại một tiếng. Đã hơn mười mấy năm rồi, nói không chừng nàng ấy đã đầu thai chuyển thế từ lâu, linh hồn đã không ở lại thế gian nữa. Bây giờ thắp hương đốt vàng cho nàng ấy chẳng qua là để cầu sự bình yên trong lòng mà thôi. Thấy nàng nhìn bát hương đặt trước quan tài, tái thần tiên nói như đang tự diễu. Vậy sao, chuyển thế rồi ư? Đường quân giao lầm bẩm Nếu ngôn vũ của đời này chuyển thế rồi, vậy còn ngôn vũ cùng mình quay trở lại đời này thì sao? Nàng ấy là gì? Người có tin vào mệnh cách không? Nàng chấn tĩnh lại, kìm nén xót xa trong lòng rồi khẽ cất tiếng hỏi. Thế ngươi có tin tiểu cô nương hứa ra thật sự có mệnh phượng hoàng không? Tái thần tiên không đáp mà hỏi vặn lại. Đường quân giao giật mình, đau khổ lắc đầu. Không tin. Đời trước nàng kéo dài mệnh cách cho môn vũ nhưng cuối cùng nàng ấy cũng không thể lên làm hoàng hậu, có thể thấy được cái mệnh cách này hoàn toàn không đáng tin. Thực ra ta tin vào nó. Tái thần tiên lại thở dài. Người tin ư? Đường quân giao sừng sốt. Người ta thường nói thế này, thông minh quá ắt sẽ tổn hại. Người trời sinh thông tuệ hơn người khác, ắt phải gian khổ hơn người, cái gọi là biết nhiều khổ nhiều là như thế. Giống với lý lẽ đó, quý hiếm quá ắt sẽ tổn hại. Mệnh phượng hoàng tôn quý như vậy, ấy thế mà tiểu cô nương hứa ra lại được trời ban cho mệnh phượng hoàng, nhưng rồi cũng không tránh được mệnh chết yểu. Cho nên, người có mệnh cách quý giá cả đời chưa chắc đá đại phú đại quý, ngược lại, người có mệnh cách bình thường, Tương lai không hẳn không thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Mưu sự tại nhân, sự tại nhân vi, sao? Thay vì gửi gắm hy vọng vào mệnh cách vào ý trời, chẳng thà nắm chắc tương lai và vận mệnh trong tay mình. Sao? Mưu sự tại nhân, sự tại nhân vi, yếu tố chủ quan của con người đóng vai trò quyết định. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã sai rồi, bọn họ tin trời nhưng không tin người, vì thế số mệnh đã định bọn họ chắc chắn sẽ thất bại thảm hại. Đường quân giao không ngờ hắn sẽ nói ra những lời như thế, nàng lập tức có cái nhìn khác về hắn. Người cũng được coi là người tu đạo, thật khó cho người khi phải nói ra câu, sự tại nhân vi. Tái thần tiên khẽ cười, trông vẻ mặt như đang hoài niệm. Lúc sinh thời sư phụ từng nói ta chỉ được coi là nửa người tu đạo. Thôi thôi, không nói những điều này nữa, ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy vẻ mặt vui buồn lẫn lộn của đường quân giao đôi mắt long lanh ngấn nước của nàng đang nhìn chằm chằm về phía sau lưng hắn đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không sao thốt nổi nên lời ngay sau đó đường quân giao chạy qua người hắn rồi quỷ bên cạnh quan tài nhỏ hai tay như thể đang ôm thứ gì đó nói với giọng khàn khàn a à, vũ mặt hắn biến sắc bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng nhưng vẫn trợn mắt không dám tin Đường quân giao đang chăm chú nghe tái thần tiên nói thì bỗng nhiên trông thấy một tia sáng hạ xuống cạnh quan tài, sau khi tia sáng vụt tắt, nàng nhìn kỹ lại thì không ngờ nhìn thấy ngôn vũ đang nằm trên đất. Lúc đầu nàng cứ ngỡ mình bị hoa mắt, nhưng sau khi chớp mắt nhiều lần, trước mắt nàng vẫn là bóng hình của ngôn vũ, lòng nàng nhất thời ngổn ngang chăm mối, hai mắt cũng dần trở nên ẩm ướt, cuối cùng nhịn không được mà chạy đến đó. A à Vũ, A à Vũ, người làm sao thế này? nàng gọi mấy tiếng nhưng ngôn vũ thủy chung không có phản ứng, cũng không biết có phải ảo giác của nàng hay không mà nàng luôn cảm thấy cơ thể ngôn vũ có vẻ nhạt đi một chút, song nàng cũng không nghĩ nhiều, lại tiếp tục gọi vài tiếng thế nhưng vẫn không thể cảm nhận được chút phản ứng nào của ngôn vũ. Cuối cùng, nàng bắt đầu hoảng sợ rồi đột nhiên bổ nhào về phía tái thần tiên, giữ chặt cổ tay áo của hắn. Người cứu nàng đi, cứu, mau cứu nàng đi. Tái Thần Tiên cảm thấy lông tơ trên người mình đều dựng đứng cả lên, đặc biệt là khi hắn ý thức được bầu trời bên ngoài vốn đang rực rỡ ánh mặt trời, thế mà giờ phút này ánh nắng lại bị mây mù che khuất, trong gian điện âm u ảm đạm, có một cô nương xinh đẹp với khuôn mặt đầm đìa nước mắt đang kéo hắn đến bên cạnh quan tài, nàng tay chỉ vào một khoảng trống không và yêu cầu hắn cứu lấy nàng ấy. Trước giờ hắn là người to gan lớn mật, ấy thế mà giờ khắc này trên trán lại nhễ nhại mồ hôi hắn lắp bắp nói. Cứu, cứu, cứu ai cơ? Cô nương, ngươi đừng có mà hù ta, vì ta cao lớn oai phong nhưng mà lá gan cũng chỉ to bằng hạt óc chó thôi, không chịu nổi đà kích đâu. Ngươi cứu nàng ấy đi, đây là những gì các ngươi nợ nàng ấy, nếu không phải các ngươi thì nàng ấy sẽ không rơi vào kết cục như thế này. Ngươi có thắp cho nàng ấy bao nhiêu hương, có đốt bao nhiêu tiền giấy đi chăng nữa thì có ích gì chứ? Ngươi cứu nàng đi. Nước mắt đường quân dao rơi lã chả nhưng vẻ mặt lại khá là hung ác móng tay nàng bấm sâu vào cổ tay của hắn, nói với giọng lạnh lùng. Mặt tái thần tiên tái nhợt, cuối cùng đã nghe hiểu những lời nàng nói. Hắn liên tục hít thở sâu vài cái, cố gắng làm mình tỉnh táo lại. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, ngươi phải nói rõ với ta trước thì ta mới trần bệnh hút thuốc được chứ. Đường quân giao lau qua loa nước mắt trên mặt rồi kể qua quyết lai lịch của môn vũ cho hắn. Nghe xong, tái thần tiên cảm thấy cực kỳ sợ hãi, toàn thân như thể bị sét đánh trúng, thật lâu không thốt nổi nên lời. Cứu nàng ấy, người cứu nàng ấy đi, cứu nàng ấy, người cứu nàng ấy đi. Thấy ngôn vũ nằm bất động trên đất trên đất, nước mắt hứa quân giao lại tuôn ra, nàng cắn mạnh cánh môi và nói một cách cương quyết. Cơ thể nàng ấy có điều gì kỳ lạ không? Tái thần tiên tập trung tinh thần, bình tĩnh nói. Không có, không có gì cả, nàng giống như ngủ thiếp đi, không có một chút khác thường nào. Đường quân giao trả lời với giọng khàn đặc. Ngươi thử chạm vào chân nàng ấy lần nữa xem có được không? Đường quân giao hít thở không thông, nàng vô thức duỗi tay toan chạm vào hai chân của ngôn vũ nhưng rồi kinh ngạc phát hiện ra tay của mình vậy mà lại xuyên qua chân của nàng ấy, sau đó chạm vào nền nhà lạnh lẽo. Nàng cực kỳ hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra thế này? Người khác không thể nhìn thấy cũng không thể chạm vào môn vũ, nhưng với nàng mà nói ngôn vũ chẳng khác gì một người bình thường nàng có thể nhìn thấy nàng cũng có thể chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người nàng ấy tình huống như này trước nay chưa từng gặp phải tái thần tiên vừa thấy bộ dạng của nàng làm sao còn không hiểu cho được hắn thở dài và nói cô nương không phải ta không muốn cứu nàng ấy mà là căn bản không cứu được nàng ấy là linh hồn của thế giới khác vốn không được phép ở lại thế giới này và lại nàng ấy còn không có ký chủ Thế nên hồn phi phách tán là điều tất yếu. Nàng ấy có thể ở cạnh cô nương mười mấy năm cũng là bởi vì linh hồn của cô nương đã từng nuôi dưỡng nàng ấy. Nay nàng ấy đã như vậy chẳng qua cũng chỉ là dầu hết đen tắt mà thôi. Đây nào phải chuyện mà người bình thường có thể thay đổi được. Nàng ấy bỗng nhiên xuất hiện có lẽ là vì trước khi hồn bay phách tán nàng ấy đã cảm nhận được thân xác lúc sinh tiền của mình nên vô tình bị thu hút trở lại. Xong, thể xác của nàng ấy đã hóa thành xương khô không thể ngưng tụ hồn phách của nàng ấy được nữa. Dần dần, cơ thể của nàng ấy sẽ càng ngày càng trong suốt còn cô nương cũng dần dần không thể chạm vào nàng ấy được nữa. Điều mà ta có thể làm chỉ là cố hết sức tụ hồn cho nàng ấy, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì được mấy ngày, đến lúc đó. Hắn có chút không đành lòng nói tiếp. Sắc mặt của Đường Quân dao trắng bệch, cơ thể càng thêm lung lay như sắp đổ. Không, không thể thế được, không thể như thế được tiếng thở dài của tái thần tiên càng thêm nặng nề. Nếu như có thể, hắn cũng muốn chuộc tội cho sư đệ không vô. Thế nhưng, mọi chuyện xảy ra lúc này thật sự nằm ngoài khả năng của hắn. Giao giao, là ngươi sao? Giọng nói có chút ngập ngừng, cũng có chút không dám tin của ngôn vũ vang lên sau lưng nàng. Đường quân giao đột nhiên quay người thì nhìn thấy ngôn vũ không biết đã tỉnh lại từ khi nào, nàng ấy đang nổi trên đất nhìn mình với vẻ mặt bứt rứt nàng vội vàng quay mặt qua chỗ khác cầm khăn tay lao loạn xọa lên mặt bấy giờ mới nghẹn ngào trả lời là ta ngừng một chốc nàng cố ý nghiêm mặt lại rõ ràng đang khóc sụt sùi nhưng vẫn cứ ra vẻ không vui giả vờ cất tiếng trách móc ngươi chạy đi đâu vậy hả hải ta tìm ngươi rất lâu mắt ngôn vũ sáng lên mặc dù vừa nhoẻn miệng cười nhưng ngay sau đó đã vội vàng thu lại dè dặt hỏi ngươi đang tìm ta ư ngươi không giận ta cũng không trách ta rồi sao? Đường Quân Giao vươn tay kéo nàng dậy, sau đó dịu giọng nói: Ta không hề giận ngươi. Lúc mới biết, chân tướng ta quả thực rất phẫn nộ, nhưng về sau ta đã nghĩ thông suốt rồi. Mọi chuyện xảy ra đều không thể trách ngươi, cũng không liên quan đến ngươi, A Vũ. Ngươi vô tội, ngươi không hề nợ ta, trước giờ chưa từng nợ. Ngôn Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng không thể kìm nén được nữa. Nó rực rỡ như ánh mặt trời bên xuất hiện bên ngoài sau khi mây mù tan đi. Đường quân dao ngơ ngẩn nhìn nụ cười tươi sáng của nàng ấy, mắt nàng không khỏi có chút ơn ướt vì thế vội vàng quay mặt đi, nào ngờ nàng lại đối diện với vẻ mặt phức tạp khó lòng dãy bầy của tái thần tiên. Cho ngươi cái này, ngươi bảo nàng ấy mang theo bên người, nó có thể tạm thời ngưng tu hồn phách, chỉ là, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý, sở dĩ vạn vật trên thế gian đều có số mệnh của nó, trung quy ngoại tộc khó mà tồn tại được trong trời đất này, thay vì tiếp tục vùng vẫy trong đau khổ chẳng bằng nắm bắt khoảnh khắc cuối cùng này, để nàng ấy rời đi không hối tiếc. Đường quân dao cúi đầu nhìn tấm thẻ gỗ đen thui trong tay, nàng cảm thấy nước mắt mình bắt đầu tuôn ra nên vội vàng nhịn xuống. Tái thần tiên lại thờ dài thương thượt, chắp tay sau lưng chậm rãi bước ra cửa điện. A à, Vũ, cho người cái này, nhớ phải mang theo bên người nhé. Nàng chấn tĩnh lại, cố gắng nở nụ cười rồi đưa thẻ gỗ cho môn vũ và dặn dò. Ngôn vũ yên lặng nhìn nàng, chốc lát mới lặng lẽ nhận lấy thẻ bài rồi cất vào trong ngực, sau đó nói khẽ. Giao giao, có phải ta sắp chết rồi không? Đường quân giao há mồm định trách nàng ấy ăn nói lung tung, nhưng cổ họng lại tắc nghẹn đến mức không thể nói được một lời nào. Ngôn vũ thấy thế liền hiểu rõ mọi chuyện, nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, sụt xịt cây mũi, nước mắt trong vành mắt khẽ gợn sóng nhưng cuối cùng lại không hề rơi xuống. Không sao cả, người đã trở lại bên cạnh cha nương rồi, ta cũng không còn gì vướng bận nữa. Nàng ấy ngẩng đầu lên với đôi mắt rưng rưng nhưng lại nở một nụ cười yên lòng. Rốt cuộc đường quân giao cũng không kìm được nước mắt nữa, nước mắt không ngừng rơi lã trá. A à, Vũ, người nói thật với ta, có phải ngươi đưa ta quay về không? Ngôn Vũ lấy khăn tay của mình dịu dàng lau nước mắt cho nàng, rõ ràng đôi mắt của nàng ấy cũng ngậm đầy nước mắt, nhưng trên mặt lại nở ra một nụ cười đầy ý. Đúng thế, là ta đưa ngươi quay về tim cha nương của ngươi, có phải ta rất lợi hại không? Đường quân giao nức nở gật đầu, rồi nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng ấy càng thêm sán lạn. Không biết qua bao lâu đường quân giao mới miễn cưỡng nhịn xuống cảm giác muốn khóc, còn môn vụ cuối cùng cũng phát hiện ra mình đang ở đâu, đồng thời chợt sinh ra một cảm giác hoảng hốt không rõ nguyên do nàng ấy bỗng nhiên nhào về phía đường quân giao và ôm chặt lấy cánh tay của nàng bởi vì quá mức sợ hãi mà cơ thể không ngừng run rẩy lúc đầu đường quân giao không hiểu vì sao nàng ấy bỗng nhiên trở nên sợ hãi như thế nhưng khi nhớ tới chùa triều vân là nơi nàng ấy bị chôn sống ở đời trước thì nàng lập tức hiểu ra ngay sau đó nàng cũng ôm chặt nàng ấy hơn không ngừng lặp lại bên tai nàng ấy đừng sợ không ai có thể làm tổn thương ngươi được nữa một hồi lâu sau ngôn vũ đang tựa trong ngực nàng mới từ từ ngừng run rẩy nàng ấy chậm rãi ngước mắt nhìn về phía chiếc quan tài trong điện ký ức đau khổ năm nào lại hiện lên trong đầu nhưng lần này nàng ấy lại cắn răng thật chặt một lúc lâu nữa lại qua đi đường quân giao nghe thấy nàng ấy nhẹ giọng hỏi kia là ta sao phải là ngươi là ngươi của đời này ngôn vũ nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của nàng rồi đi chầm chậm tới chiếc quan tài đứng trơ ra không biết đang nghĩ đến chuyện gì đường quân giao cũng không quấy giày ngôn vũ mà chỉ yên lạnh đứng phía sau nàng ấy. Giao giao, ngươi có thể chôn ta ở cạnh cha nương được không? Ta đã quên mất cảm giác có cha nương là như thế nào rồi, cũng không biết họ có thích ta sau khi lớn lên không nữa. Nàng nghe ngôn vũ nói lầm bầm. Ngươi là đứa con duy nhất của cha nương ngươi, cũng là châu báu của họ, làm sao họ có thể không thích ngươi được chứ? Ngôn vũ sửng sốt, lập tức quay người, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi ngươi tìm thấy cha ngươi của ta rồi ư? Bọn họ là người như thế nào? Tìm thấy rồi, bọn họ là người tốt nhất trên đời này, là đôi thần tiên quyến lữ khiến người ta phải ngưỡng mộ, cũng là cha nương tốt nhất. Họ giống như cha nương của ngươi sao? Đúng vậy, giống cha nương của ta. Ngôn vũ cuối cùng cũng cười thỏa mãn. Thật tốt, ta cũng có cha. Nương. Đường quân giao cố nén nỗi chua sót trong lòng, dịu dàng nói. Vậy ngươi có muốn đi xem nhà của ngươi không? Nhà của ta ư, ngôn vũ sừng sốt. Ừ, chính là nơi ngươi sinh ra, và là nơi ngươi cùng cha nương sinh sống. Đôi mắt ngôn vũ sáng lấp lánh, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng hỏi. Còn có nơi như vậy hả? Có chứ, sao lại không có được? Người trong họ ngươi giữ nhà của các ngươi rất tốt, mọi thứ đều còn nguyên si, giống hệt như lúc các ngươi vẫn còn ở đó. Ta muốn đi ta muốn đi, ta muốn xem nơi ta sinh ra, ta muốn xem nơi ta cùng cha nương sinh sống. Ngôn vũ gấp rút trả lời. Đường quân giao dưng dưng gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng ấy. Sau khi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo thì không khỏi nắm chặt thêm. Ngôn vũ mím hai cánh môi, con mắt ngày càng phát sáng. Giao giao không giận nàng nữa rồi, nàng có cha nương rồi, thật tốt. Khi đường Hoài Châu nghe muội muội xin sò thì im lặng thật lâu, hắn chỉ nhíu mày nhìn nàng chằm chằm, lát sau, thở dài nói thôi được, nếu muội đã kiên trì muốn đi bằng được, vậy thì ta sẽ đi cùng muội. Vô duyên vô cớ đi đến nhà cũ của hư bá nho, bí mật của Bảo Nha thật sự càng ngày càng nhiều, đến lúc đó hắn chờ xem Bảo Nha sẽ giải thích thế nào. Đường quân giao thờ phào nhẹ nhõm, nàng nắm cổ tay áo của hắn lắc lắc, hiếm khi nàng tỏ ra ngây thơ trước mắt hắn, nói. Ca ca tốt quá đi. Đường Hoài Châu khịt mũi đầy đắc chí. Ngôn vũ ở bên cạnh thấy thế che miệng cười trộm Tam ca đâu rồi? Có cần gọi huynh ấy không à? Đường quân giao ngó nghiêng bốn phía nhưng vẫn không thấy bóng dáng đường hoài miễn, vì thế cất tiếng hỏi. Huynh ấy đang bận siêu tầm dân ca khắp nơi, e rằng không rảnh đi cùng muội đâu. Đường hoài châu nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Đường quân giao mỉm cười, song cũng không để tâm. Tuy huyện Hoài Bình không xa nhưng cả đi cả về cũng tốn rát nhiều thời gian, huống hồ còn phải mất rất nhiều thời gian để trưng cầu sự đồng ý của người trong họ hứa thị. Nếu họ đồng ý thì mới được đến nhà cũ của hứa bá nho, để tránh hạ thiệu đình lo lắng cho mình, hứa quân giao còn sai người tới chuyển lời cho hắn. Sau khi phu thê hứa bá nho qua đời, hai nữ nhi cũng không rõ tung tích, vậy nên gia sản đã bị người trong họ hứa thị lấy đi hết, chỉ còn lại tòa nhà cũ được trường tộc kiên quyết giữ lại coi như đó là nơi gửi gắm nỗi thương nhớ của người trong họ với gia đình hứa bá nho lão bộc được giao cho nhiệm vụ trông coi nhà cũ của hứa bá nho hiện nay cũng chính là người hầu cũ từng làm việc trong nhà nghe nói như nữ bạn cũ của chủ từ khi còn sống đến tưởng nhớ cố nhân thì lão bộc lập tức đến nghênh đón bọn họ khi lão gia còn sống thích nhất là ngồi trong hiên trúc phẩm trà từ sau khi phu nhân có tin vui lão gia đã thay đổi thói quen này thay vì ngồi đó uống trà thì mỗi ngày ông ấy sẽ đánh đàn đọc sách cho phu nhân. Chẳng lẽ cha đang đánh đàn đọc sách cho ta nghe sao? Ngôn vũ hỏi đầy chờ mong. Đường quân giao nhẹ nhàng gật đầu, ở trong lòng ôn nhu nói. Ừm, cha ngươi rất yêu thương ngươi đấy, ông ấy rất mong chờ ngươi chào đời. Ngôn vũ không nói nữa, dù tầm mắt không biết đang nghĩ gì. Có lẽ đã nhiều năm lão bộc chưa thấy ai đến thăm nên lần này ông đã đưa các nàng đi một vòng quanh nhà cũ đồng thời hồi tưởng lại từng chuyện của gia tru khi còn sống. Chẳng hạn như sau khi cô nương ra đời, lão gia vui đến nỗi lộn nhào tại chỗ khiến ai cũng không nhịn được cười. Lại ví dụ như sức khỏe của nhị cô nương không tốt, còn thích quấy đêm, lão gia sợ nàng làm phiền phu nhân nghỉ ngơi, cũng lo lắng cho nữ nhi nên ôm nàng vào lòng và dỗ dành suốt đêm. Thế nên sau này lão gia còn ôm con thành thạo hơn cả phu nhân. Lão bộc đã đến tuổi thích nói lại nhải về những chuyện trong quá khứ, khuôn mặt già nua với những nếp nhăn cười lên thành một đóa hoa cúc, ánh mắt thì tràn đầy hoài niệm. Tính tình của phu nhân rất tốt, cũng là người có tấm lòng nhân từ, không chỉ mọi người trong phủ mà ngay cả những người cùng quê cũng không ít lần nhận ơn huệ của phu nhân. Thật đáng tiếc, người tốt đoản mệnh. Nhắc đến điều này, con mắt vần đục của lão bộ cũng không khỏi có chút ướt át đường quân giao nhìn về phía ngôn vũ theo bản năng thì thấy nàng ấy đang cắn khăn tay âm thầm rơi lệ cô nương nhà ta còn ở đây khéo cũng lớn bằng vị cô nương này rồi lão bộc chùi nước mắt rồi híp hai chồng mắt quan sát đường quân giao hồi lâu sau ông lão mới sụt sùi nói tiếc nếu nàng ấy vẫn còn trên đời thì nàng ấy nhất định sẽ là một cô nương tốt có trái tim khoan dung nhân từ như cha nương nàng ấy vậy đường quân giao mỉm cười đáp lời lão bộc vui vẻ xoa lòng bàn tay liên tục gật đầu nói đúng 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 mọi người đều nói nữ nhi giống nương nếu như cô nương vẫn còn trên đời thì nhất định sẽ giống như phu nhân là một cô nương nhân tử có diện mạo xinh đẹp và nhân cách tốt đến lúc đó bà mối sẽ dẫm nát bậc thềm phá tung cửa nhà chúng tôi còn lão gia sẽ hiểu được thế nào là phiền não tại sao phải phiền não đường hoài châu lấy làm lạ hỏi Khuê nữ bảo bối nuôi mười mấy năm bị người ta cướp đi, làm sao lão ra không phiền não cho được. Lão bộc cười ha ha. Đường Hoài Châu cũng bật cười, gật đầu nói. Lão nói có ly lắm. Ngôn vũ ở bên cạnh đã khóc nấc lên, cắn khăn tay nức nở kêu cha gọi nương. Đường quân giao nhìn mà xót xa, lặng lẽ quay mặt sang đi không dám nhìn tiếp. Cả nhóm dạo quanh tòa nhà một lượt, khi thấy sắc trời không còn sớm, đường hoài châu mới dẫn muội muội cáo từ rời đi đến ở tạm trong một trong một khách điếm đêm đến ánh trăng mù mờ đường quân dao nằm trên giường ngôn vũ nằm bên cạnh đã lấy lại bình tĩnh nàng nghe thấy ngôn vũ khẽ hỏi Giao giao, có phải cha nương của ta rất tốt không đúng vậy họ rất tốt là cha nương tốt nhất trên thế gian họ cũng rất yêu thương ngươi ngôn vũ thở dài thườn thượt khuôn mặt lộ ra một nụ cười vui sướng như chút được gánh nặng, khoảng trống mơ hồ trong trái tim nàng như được lấp đầy trong phút chốc. Đường quân giao dịu dàng giơ tay vén tóc mai của môn vũ, khi nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của nàng ấy động tác của nàng chợt khượng lại, nàng cắn chặt cánh môi, cố gắng chịu đựng nỗi đau rằng xé tâm can. Nàng nhìn thấy, cơ thể của môn vũ đang trở nên nhạt dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, như thể nàng ấy sẽ biến mất ngay trước mắt nàng. Ngôn vũ không mảy may phát giác ra sự bất thường của nàng. Nàng ấy vẫn vui vẻ thích thú nói về cha nương của mình, sau lại nói sang chuyện khác. Nàng ấy cất tiếng hỏi với đôi mắt chớp chớp. Giao giao, người quyết định ở bên đình ca rồi sao? Đường quân giao kìm nén nỗi đau khổ trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười và trả lời. Ừ, ta đã quyết định ở bên chàng ấy. Vậy sau này ngươi sẽ thích đình ca hơn thích A à Vũ sao? Không đâu, Đình Ca và A Vũ không giống nhau. A Vũ giống như cha, Nương và Ca Ca, đều là người thân quan trọng nhất của ta. Ngôn Vũ nhếch miệng làm lộ nụ cười vui sướng nhợt nhạt. Giao Giao nói vậy có phải đã coi ta là muội muội rồi không? Chương 86: Tan biến. Còn lâu, ta coi ngươi như tỷ tỷ cơ. Đường Quân giao ra vẻ ung dung, nói: "Tưởng ta không biết hở, ngươi lớn hơn ta một tháng lận." ờ, vậy ta mới là tỷ tỷ sao?" Môn vũ chỉ vào mũi mình, ngạc nhiên nói. Chả thế, cơ mà ngươi vừa ngốc vừa nhát gan, e rằng chẳng làm nổi tỷ tỷ đâu, vẫn là để ta tiếp tục làm tỷ tỷ vậy. Ờ, được, thế thì đợi đến đời sau ta lại làm tỷ tỷ, một tỷ tỷ chân chính có thể bảo vệ muội muội. Môn vũ thể sắc thể son với vẻ chắc nịch. Đời sau ư, đường quân giao cảm thấy trái tim mình đau nhói đau như bị kim đâm trúng. Được thôi, đời sau tới lượt ngươi bảo vệ ta, đừng có mà nói chơi nhé. Đó là lẽ dĩ nhiên, trước giờ ta chưa bao giờ nói chơi. Ngôn vũ vội vàng cam đoan. Đường quân giao mỉm cười nhìn ngôn vũ làm nàng ấy vui vẻ đến mức ngày càng dính sát vào người nàng. Ngày mai chúng ta sẽ đi đâu vậy? Ngôn vũ kéo nàng, hỏi với đôi mắt lấp lánh đầy chờ mong. A à, vũ có chỗ nào muốn đi sao? Đường quân giao không trả lời mà hỏi lại. Ta muốn đi dạo xung quanh đây, có được không? ngôn vũ lo lắng hỏi đây là quê hương của nàng nhưng nàng lại chưa bao giờ được ngắm nhìn dáng vẻ của quê hương mình nên nàng muốn nhân cơ hội này ra ngoài nhìn thú thắm có lẽ đây cũng là cơ hội cuối cùng của nàng rồi được vậy thì đi tiếp đường quân giao đồng ý không chút do dự ngôn vũ cười đến rất ư là sung sướng nàng tựa đầu vào vai đường quân giao cười tâu toét mặt mày cong cong vẻ mặt vô cùng thỏa mãn ngày trước ta vẫn luôn hâm mộ chết liễu, vì nàng ta có thể nằm cạnh ngươi thì thầm to nhỏ, lúc đó chỉ vì ta nhát gan nên không dám cho ngươi biết đến sự tồn tại của ta. Đường quân giao mẩn ra, biết nàng ấy đang nói đến chuyện của đời trước cái lúc mà nàng chẳng hề hay biết sự tồn tại của nàng ấy. Đời trước, chết liễu là người nàng tín nhiệm nhất. Thỉnh thoảng khi nàng không phải thị tầm nàng sẽ không phân biệt chủ tớ mà cùng chết liễu nằm chung một chiếc giường, tán dốc một hồi mới tiến vào mộng đẹp. Thế bây giờ thì sao? A à, Vũ có chuyện gì muốn thì thầm với ta Nàng nén nỗi xót xa và hỏi. Có chứ có chứ. Ngôn Vũ lập tức phấn chấn trở lại, ánh mắt tỏa sáng, kề cạnh tay nàng nói nhỏ. Thật ra ta chả thích tiểu thuyết của cư sĩ Miễn. Đàm tẹo nào, hắn viết chẳng hay gì cả. Thực ra ta cũng không thích, nhân vật chính dưới ngòi bút của huynh ấy quá quái gở, cũng quá thiêu giao dưỡng. Đến nỗi mà, sau mấy lần đọc tiểu thuyết của huynh ấy lại nhìn thấy con người miễn ca, ta suýt nữa không kìm chế được mà xông lên tần huynh ấy một trận. Đường quân giao nói khe khẽ. Môn vũ che miệng cười, hi 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 hi, vì hai người có cùng một cách nghĩ. Thế mà ngũ công chúa lại thích cho được, đã thế quyền nào cũng đọc lại mấy lần nữa chứ, đây có lẽ là nỗi nào úp vung nấy thì phải. Tuy giọng điệu của đường quân giao vô cùng cam chịu, nhưng trên khuôn mặt lại xuất hiện một nụ cười duyên dáng. Ngôn vũ nghe xong lại tiếp tục chìm đắm trong vui vẻ. Ta cũng không thích ánh mắt nhìn ngươi của đường quân du, cứ như ngươi nợ bạc nàng ta không trả không bằng, đáng ghét bỏ sự. Ta cũng thấy nàng ta rất đáng ghét, cơ mà bây giờ tốt rồi, nàng ta sắp xuất giá rồi, sau nàng chắc cũng chẳng có cơ hội gặp lại đâu. Nàng ta sắp xuất giá rồi á, à? gả cho ai vậy, chính là biểu ca trần gia của nàng ta, cái thằng nhóc béo ú hồi nhỏ ý. Biểu ca béo chẳng đẹp mắt bằng đình ca, cũng chẳng đẹp bằng châu Sa, đến cả cư sĩ miến đàm cũng chẳng bằng. Đường quân du kiểu gì cũng không vừa ý. Ngôn vũ nói chắc như đinh đóng cột. A à, vũ thật thông minh, điều này thì ngươi đoán đúng rồi. Nàng ta không vừa ý, nhưng phụ thân nàng ta đồng ý rồi, có ấm ý thế nào cũng vô dụng. Đường quân giao khích lệ. Ngôn vũ nhếch môi đầy đắc ý, nói tiếp. Phụ thân ngươi sẽ không bắt ép ngươi làm những chuyện mà ngươi không thích, phụ thân của đường quân du không tốt bằng phụ thân của ngươi, cũng không tốt bằng phụ thân của ta. Đúng đấy, bác cả làm sao có thể tốt bằng cha ta và cha ngươi được. Đêm càng về khuya, tiếng thì thầm dì tay nhau trong phòng càng ngày càng nhỏ, không biết qua bao lâu tiếng thì thầm đã ngừng lại, thay vào đó là tiếng hít thở đều đều. Sau khi nhận ra người bên cạnh đã chìm vào mộng đẹp, môn vũ chậm rãi mở hai mắt ra, ngẩn ngơ nhìn đường quân dao đang nằm bên cạnh, chốc lát, nước mắt ẩm ực trong đôi mắt rào rào có lẽ lần này ta phải nuốt lời rồi nàng đã không còn đời sau nữa vì thế nàng không thể làm tỉ tỉ của nàng ấy được nữa sáng sớm hôm sau đường quân giao thức dậy vô thức nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh thấy khuôn mặt đang say ngủ của ngôn vũ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra may qua may quá nàng ấy vẫn còn ở đây nàng nhẹ nhàng vén chăn mỏng ra xoay người sỏ dày đang định xuống giường thì nghe thấy giọng nói ngái ngủ của môn vũ ở sau lưng. Phải dậy rồi à, nếu người vẫn buồn ngủ thì ngủ thêm một lát nữa đi, bây giờ vẫn còn sớm lắm, không vội. Nàng quay người lại nói bằng giọng dịu dàng, lúc nàng vươn tay toan giúp nàng ấy keo tấm chăn đã trượt xuống tận hôm lên, nhưng lại phát hiện ra tay của mình xuyên qua eo nàng và chạm thẳng đến ván giường, lòng nàng quặn thắt, cả người lập tức cứng đờ. Mới có một ngày mà đã từ chân lan tới eo rồi sao? Vậy thì thời gian còn lại của các nàng còn bao lâu nữa đây? Ngôn vũ dường như không nhận ra sự khác thường của nàng, cười hi hi mà vén chăn ra. Ta còn lâu mới ngủ nữa, giao giao dậy thì ta cũng dậy, được. Giọng nói của đường quân giao khẽ run, lại sợ nàng ấy phát hiện điều không ổn nên vội vàng hít thở sâu vài cái, sau đó mới cố ép bản thân mình lấy lại bình tĩnh. A à, vũ về đây, ta giúp người trải tóc. Sau khi trải tóc và thay nam trang xong xuôi, nàng vẫy tay về phía ngôn vũ đang ôm má ngồi một bên ý bảo nàng đến đây ngôn vũ hớn hở đi tới trước mặt nàng rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm nhìn nàng gỡ dây buộc tóc giúp mình sau đó nhắc lược lên trải mái tóc ỏng ả à suôn mượt dài tới eo của mình với động tác cực kỳ nhẹ nhàng như thể nàng là một châu báu vô giá ánh mắt nàng tỏa sáng khuôn mặt ngượng nụ cười vui vẻ nhịn không được nói giao giao người thật tốt đường quân giao nhìn vào gương đồng nhưng trong gương đồng lại chỉ có bóng hình của chính nàng bàn tay cầm lược gỗ không ngừng trải vào khoảng không đường hoài châu đợi ở bên ngoài thấy muội muội mặc nam trang thì thở dài ngao ngán muội lại muốn đi đâu muội muốn đi dạo khắp nơi nhìn đông ngó tây xem cảnh náo nhiệt sẽ không làm trễ nải thời gian đâu đường quân giao liếc khuôn mặt phấn khởi của môn vũ rồi mới trả lời thấy đường hoài châu có vẻ muốn nói gì đó nàng vội vàng nói được rồi, được rồi, nếu huynh có việc bận thì cứ đi làm đi, muội tự đi cũng được. Đường Hoài Châu làm sao yên tâm để nàng đi lung tung một mình trên phố, thế nên chỉ đành đi theo để đỡ phải xảy ra chuyện gì hối hận không kịp. Tuy huyện Hoài Bình không bằng huyện An Bình nhưng cũng là huyện lớn tương đối chủ phố dưới quyền quản lý của phủ Hà An. Đủ loại cửa hàng mọc lên san sát, người gánh hàng rong, người đến người đi tấp nập, quả thực là khung cảnh phi thường náo nhiệt có lẽ bởi vì nơi đây là quê hương của mình nên ngôn vũ nhìn cái gì cũng thấy tò mò nhìn cái gì cũng thấy thích thú cũng bởi vì đường quân giao luôn ở bên cạnh nàng cho nên cũng không có người đi đường không có mắt nào đi xuyên qua người nàng càng khiến nàng hăng hái nhìn chỗ này sờ mó chỗ kia đường hoài châu vác theo khuôn mặt sống không còn gì lưu luyến đi theo sau muội muội thấy con bé đi loạn trên đường không có mục đích lúc thì nhìn bên này lúc thì ngó chỗ kia hắn đau đầu dây thái dương thế nhưng vẫn cam chịu đi theo. Giao giao ngươi ngửi đi, có phải bánh bao chỗ này thơm ở Kinh Thành không? Cũng to hơn Kinh Thành nữa, ngay cả giá cũng rẻ hơn Kinh Thành. Ngươi xem này, ngươi xem này, kẹo đường này nặn còn đẹp hơn ở Kinh Thành. Còn nữa, con người cũng nhiệt tình hơn nhiều, đường cũng dễ đi, không giống Kinh Thành lúc nào cũng có mấy tên đáng ghét phóng ngựa ầm ầm trên đường, đâm chúng người vẫn còn hung hăng không để đâu cho hết. Gạch núi suốt dọc đường ngôn vũ không ngừng so sánh đủ thứ ở đây với kinh thành dù sao nhìn thế nào nàng ấy cũng thấy đồ ăn quê hương mình là ngon nhất đẹp mắt nhất con người cũng nhiệt tình chân thành nhất ngay cả mèo hoang chó hoang trên đường cũng đáng yêu hơn kinh thành từ đầu đến cuối đường quân giao luôn nở nụ cười duyên dáng thỉnh thoảng nàng sẽ phụ họa nàng ấy vài câu hoặc là thuận theo lời nàng ấy mà khen nàng ấy vài câu khiến ngôn vũ càng ngày càng vui sướng đến mức suýt nữa không tìm được phương hướng đột nhiên có một đứa bé nghịch ngợm chui từ đám đông ra không ngừng va loạn khắp nơi khi thấy thằng bé sắp va vào môn vũ đường quân giao vội vàng duỗi tay toan kéo nàng ấy ra thế nhưng bàn tay chỉ khu vào khoảng trống nàng trơ mắt nhìn tay mình xuyên qua cánh tay của nàng ấy lòng nàng chấn động mạnh hai tay không ngừng run rẩy cuối cùng nàng giấu tay mình vào trong tay áo rồi nắm thật chặt rõ ràng sáng nay vẫn có thể rõ ràng sáng nay nàng vẫn còn kéo tay nàng ấy rõ ràng có thể mà ngôn vũ không hề phát hiện ra điều khác thường của nàng nhìn thấy thằng bé lao về phía mình nàng vội vàng né tránh nhưng khó khăn lắm mới tránh được nàng thở phào nhẹ nhõm bấy giờ mới phát hiện ra đường quân giao không theo kịp đang định quay lại tìm thì bỗng nhiên cảm thấy trong cơ thể bốc lên một cơn lạnh lạnh đến nỗi nàng không nhịn được mà dùng mình ớn lạnh ánh nắng ấm áp chiếu trên người nàng cũng dần dần trở nên nóng bỏng, hai cánh môi của nàng không ngừng run lẩy bẩy, sau khi cắn chặt cánh môi, dùng hết sức bình sinh để kiềm chế cơn lạnh buốt trong cơ thể, ngôn vũ chậm rãi quay người lại và nở một nụ cười tươi giói với đường quân dao cũng đang mỉm cười nhìn nàng. Giao giao, ta muốn ăn thịt tẩm bột rán ở bên kia, người giúp ta mua được không? Đường quân giao cố nén nỗi bi ai trong lòng, song cũng không dành để tâm tới vấn đề nàng ấy có ăn được hay không nàng mỉm cười gật đầu được ngươi đợi xíu nha ta đi cái về ngay vào khoảnh khắc xoay người đi nụ cười trên môi nàng cũng không thể kiên trì nổi nữa lại sợ môn vũ phát hiện nên vội vội vàng vàng bước thật nhanh đến chỗ người bán thịt tẩm bột môn vũ nhìn bóng dáng của nàng mà không hề chớp mắt cố gắng khắc ghi dáng vẻ của nàng vào trong đầu khắc sâu vào linh hồn ánh nắng mặt trời càng lúc càng gay gắt, người đi đường gần như không mở nổi mắt, nàng chỉ cảm thấy trong người như có lửa đốt, nhưng lần này nàng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nàng từ từ vươn tay ra, nhìn tay mình từng chốt một hóa thành ánh sáng trắng dài rác, rồi sau đó dần dần lan ra toàn thân. Giao giao, trước khi bị ánh sáng trắng đồng hóa hoàn toàn, nàng chỉ kịp thở dài một tiếng sau khi đường quân giao nhận lấy gói thịt tẩm bột từ tay người bán hàng rong nàng hít thở sâu vài cái để tránh đầu mốc kia lo lắng nàng nhiều lần nói với trình mình không được để lộ ra điều gì bất thường sau khi cảm thấy cả người đã bình tĩnh trở lại nàng lại nở một nụ cười rồi từ từ quay người lại sau đó gói thịt tẩm bột trên tay nàng rơi bụp xuống đất lúc nãy ngôn vũ vẫn đứng phía sau nàng không xa đã hoàn toàn biến mất trong thoáng mơ hồ nàng thấy một vài chấm sáng lấp lánh cuối cùng hoàn toàn biến mất nàng lập tức cảm thấy vô cùng hoảng loạn. A à vũ, a à vũ, ngươi ở đâu? ngươi đang ở đâu? nàng lao đi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc như người điên, nhưng giữa dòng người mênh mông này nào có bóng hình của người nọ. A à vũ, người mau ra đây, người mau ra đây. giọng nói của nàng run nhẹ nhẹ, gọi hết lần này tới lần khác. Bảo nha, bảo nha muội đang tìm gì thế? đường hoài châu cách đó không xa thấy muội muội bỗng nhiên kích động lao vào đám đông giống như đang tìm kiếm thứ gì đó hắn sốt ruột vì thế cũng vội vàng chen đến đây a à vũ a à vũ đường quân giao vừa khóc vừa gọi bỗng nhiên nàng cảm thấy mình dẫm lên cái gì đó cúi đầu nhìn xuống thì thấy tấm thẻ gỗ tụ hồng đang lẽ ra nên ở trên người môn vũ nay lại rơi trên mặt đất nàng ngồi xổm xuống nhặt tấm thẻ gỗ lên với đôi tay run rẩy chỉ chốc lát nước mặt như hạt châu không ngừng rơi xuống, từng giọt từng giọt nện xuống tấm thẻ gỗ rồi vỡ tung tóe, chẳng mấy chốc đã thâm ướt thẻ gỗ. Bảo nha, bảo nha. Lúc này Đường Hoài Châu cuối cùng cũng chen qua được đám người, hắn vừa trông thất bộ dạng này của muội muội thì lấy làm sửng số, vội vàng vươn tay kéo nàng dậy. Ca ca, nàng ấy đi rồi, không thấy nàng ấy nữa. Đường Quân giao dựa vào ngực hắn, Cuối cùng cũng buông thả bản thân bật khóc dữ rồi. Người ở bên nàng hai đời đã tan biến rồi, tan biến trong im ắng, từ nay, trên trời dưới đất, đời này đời sau, nàng không còn được nhìn thấy nàng ấy nữa. Chắc chắn nàng ấy cũng biết mình sắp tan biến, vì thế nàng ấy mới bảo nàng đi chỗ khác, nàng ấy thậm chí còn không chịu để nàng nhìn thấy nàng ấy lần cuối cùng. Nàng ấy, nàng ấy là ai? Đường Hoài Châu lấy làm khó hiểu nhưng lúc này hắn cũng không rảnh nghĩ nhiều, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ tất cả những điều này đều liên quan đến bí mật của nàng. Huỳnh muội nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy muội muội ngoan cường của mình khóc thương tâm, bất chấp như vậy, khiến hắn không khỏi đau lòng. Khi hắn nửa ôm nửa dìu nàng quay về khách điếm, cho đến lúc tiếng khóc của nàng dần dần ngừng hắn, bấy giờ hắn mới lệnh cho Lam Thuần bưng nước nóng vào, tự tay hắn dấp khăn lau mặt cho nàng. Bảo nha, muội phải biết rằng, ta là huynh trưởng của muội, là huynh trưởng ruột thịt duy nhất đời này, bất kể muội đang giấu bao nhiêu bí mật trong lòng, ca ca đều sẽ đợi một ngày muội chủ động nói với ta. Đường Quân giao nắm chặt tấm thẻ bài, cúi đầu không nói không rằng. Đường Hoài Châu thở dài, vò đầu nàng một cách đầy âu yếm, ngay lúc hắn đang định rời đi để nàng yên tĩnh, vừa mới xoay người hắn đã nghe thấy tiếng hỏi bình tĩnh của nàng. Ca ca huynh có biết người mà yêu đạo huyền thanh muốn trói buộc để kéo dài tính mạng của tiểu cô nương họ hứa là ai không đường hoài châu ngây ngần cả người còn chưa kịp bình tình trở lại thì đã nghe thấy nàng nói tiếp chính là muội hắn nhất thời cực kỳ hoảng sợ muội nói cái gì yêu đạo kia muốn trói buộc hồn của muội để kéo dài mạng sống cho con nương họ hứa ư đường quân giao gật đầu đôi mắt lại gợn sóng lệ lăn tăn khoảnh khắc nói hết mọi chuyện nàng cảm thấy cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều giống như tảng đá lớn đẻ lên trái tim nàng rốt cuộc cũng được rời đi nàng biết người trước mặt này sẽ không hoài nghi mỗi câu nàng nói ngay cả khi nhận thức của hắn bởi vì chuyện này mà phải chịu thách thức nghiêm trọng thì hắn vẫn sẽ chọn tin tưởng mình ánh mắt đường hoài châu đầy vẻ khó tin một lát lâu sau lại lẩm bẩm chuyện này làm cho người ta không thể tin được không ngờ còn có chuyện như vậy đời trước ư nghĩ đến những chuyện đời trước mà muội muội vừa nhắc đến mặt hắn thoát cái trở nên xanh mét ánh mắt nhanh chóng tràn đầy sát khí cả người không ngừng run rẩy vì phẫn nộ một lúc lâu sau hắn hít thở thật sâu khó khăn lắm mới áp chết được lửa giận cuồn cuộn trong lòng rồi hắn nhìn vào mắt đường quân dao với vẻ thương hại và xót xa trong lúc mà hắn không hay biết không ngờ muội muội của hắn đã trải qua nỗi thống khổ như vậy nếu như cha nương mà biết bảo nha chuyện đời trước chớ nói cho phụ thân và mẫu thân hắn khàn giọng căn dặn chuyện này quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi hai cha con ruột thịt giết hại lẫn nhau là một chuyện thật sự tàn nhẫn phụ thân công sự bộn bề không cần thiết phải để những chuyện này nhiễu loạn trái tim ông ấy còn mẫu thân dịu dàng yếu đuối như thế nếu để bà ấy biết nữ nhi mình yêu thương nhất đã từng trải qua chuyện gì chẳng khác nào cứ giao vào trái tim bà ấy Đường quân dao gật đầu, vốn nàng cũng có suy nghĩ như vậy. Từ khi nàng biết người luôn chĩa mũi nhọn vào mình, dồn hết sức chèn ép mình đời trước chính là phụ thân ruột thịt của mình, nỗi thống khổ tột cùng trong khoảnh khắc đó đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn phát sợ, thế nên nàng cũng không hy vọng lão già nhà nàng cũng phải trải qua điều đó. Ngực đường Hoài Châu đau thắt từng cơn, như thể bị một vũ khí cùn mài từng chút từng chút một vào trái tim, đau đế nỗi hắn gần như lên cơn co giật hắn nắm tay thật chặt, cắn răng chịu đựng cơn đau âm ỉ. Thật lâu sau, hắn mới giàn ra một câu từ kẽ răng. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ, một người cũng không. Vốn là gương mặt tuấn tú, ấy thế mà giờ phút này lại có chút méo mó vì căm phẫn, đôi mắt cuồn cuộn lửa giận, mơ hồ còn thoáng hiện cả tia nước. Hắn quả thực không dám tưởng tượng mình sẽ sống như thế nào nếu mất đi mẫu thân và muội mùi. Thậm chí, dưới tình huống không hề hay biết hắn còn đối xử muội muội của mình như kẻ địch. Kaka, A Vũ tan biến rồi. Tái Thần Tiên nói nàng là hồn của thế giới khác, không thể dung nạp trong thế giới này, vì thế nàng ấy đã hồn phi phách tán. Mà tất cả mọi chuyện đều là bởi vì muội, nàng ấy vì muội nên mới như thế. Vốn dĩ nàng ấy có cơ hội để sống thật tốt, dù là lấy danh nghĩa của hứa thục phi đời trước, hay là đời này nàng trở về trong cơ thể của chính mình. Đường Quân giao nghẹn ngào nói. Thời điểm nàng quay lại đời này, môn vũ của đời này nhất định cũng còn sống. Vốn dĩ nàng ấy có thể quay về cơ thể của mình, kéo dài tính mạng của chính nàng, nhưng nàng ấy lại lựa chọn đưa nàng quay về. Cổ họng Đường Hoài Châu tắc nghẹn vì môn vũ, người mà hắn chưa từng gặp qua, cũng là người mà giờ phút này lòng hắn tràn đầy cảm kích. Ân đức to lớn như vậy, đến cả cơ hội báo đáp hắn cũng không có cái thần tiên vẫn ngồi ngây ngốc trước quan tài nhỏ nghe thấy tiếng bước chân chợt quay đầu lại nhìn thì thấy hai huynh muội đường hoài châu và đường quân giao đang sóng vai đi tới sắc mặt của hai huynh muội đều rất khó coi cái này trả cho ngươi đường quân giao đưa tấm thẻ gỗ mà nàng vẫn luôn nắm chặt trong tay cho hắn hắn vừa nhìn đã biết người kia đã tan biến bèn trầm mặc vươn tay ra nhận lấy khi đầu ngón tay chạm vào thể gỗ lại đột nhiên cảm nhận được dòng nước ấm áp lạ thường truyền từ tấm thể gỗ vào cơ thể mình, khiến hắn không khỏi giật mình. Hắn vô thức nắm chặt chiếc thể gỗ, càng cảm nhận rõ hơn dòng nước ấm áp, tê tê, khiến người ta vô cùng thoải mái, cả người như được ánh mặt trời mùa đông nhẹ nhàng bao bọc. Dường như có chút không được bình thường. Đường cô nương xin dừng bước. Hắn phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy huynh muội đường thị đang rời đi vội vàng cất tiếng giữ lại. Ngươi muốn làm cái gì? Đường Hoài Châu bảo vệ muội muội ở phía sau, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ta có vài câu muốn hỏi đường cô nương. Tái thần tiên không rõ hắn đã biết chuyện của môn vũ hay chưa nên cũng không dám nói thẳng, chỉ nhìn đường quân giao với ánh mắt chờ mong. Người muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi, không cần giấu huynh ấy, huynh ấy biết hết rồi. Đường cô nương, ta chỉ muốn hỏi là, thật sự là hứa cô nương đưa người quay lại sao? Sau khi nghe xong, tái thần tiên hỏi thẳng luôn. Là nàng ấy, trừ nàng ấy ra sẽ không còn ai khác. Giọng nói của đường quân giao khá quả quyết. Đường cô nương, vạn vật trên thế gian đều có số mệnh nhất định, nó không phải thứ mà sức người có thể làm trái được, hứa cô nương làm sao có thể tự mình làm trái ý trời, việc này còn điểm đáng nghi. Ngươi nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ý ngươi là nàng đang lừa ta? Sắc mặt đường quân giao trở nên lạnh lùng. Không không không, Ta không có ý này, hứa cô nương tính tình trẻ con, tâm tư trong sáng đơn giản, lại còn có tình cảm sâu nặng với cô nương, đương nhiên nàng ấy sẽ cứu mạng cô nương bằng mọi giá. Chỉ là, lần này vượt qua sống chết, làm việc trái với ý trời, đây thật sự không phải chuyện mà sức người có thể thay đổi được. Trừ phi nàng ấy có công đức kim quang của người đại đức che chở, thế nhưng cho dù là như thế, người có thể quay lại cũng chỉ có một mình nàng ấy thôi làm sao nàng ta có thể mang theo cô nương cùng quay trở về được. Tái thần tiên càng nói càng mơ hồ, càng nói càng rối loạn. Đường Hoài Châu cũng rơi vào trầm tư, tựa hồ hắn cũng đã hiểu ra điều gì đó. Đường quân giao sững sờ, hồi lâu không nói nên lời. Ta vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận chuyện này, giờ phải cân nhắc thêm mới được. Tái thần tiên nói lầm bẩm lại tiếp tục khoanh chân ngồi trên chiếu, cau mày đăm chiêu suy nghĩ. Đường quân giao cũng cảm thấy lòng mình rất loạn, trong chốc lát cũng không biết nói gì. Đường Hoài Châu vỗ bả vai của nàng. Chúng ta đi thôi, còn phải tìm đình ca nữa. Đúng, còn phải tìm đình ca thương lượng chuyện an táng di cốt đời này của ngôn vũ. Đường quân giao như người vừa tỉnh mộng. Nàng đã đồng ý với ngôn vũ rằng sẽ chôn cất nàng ấy ở cạnh phụ mẫu. Thế nên bây giờ dù thế nào chăng nữa nàng cũng phải giúp nàng ấy đạt được tâm nguyện này. Đúng lúc Hạ Thiệu Đình cũng đang chuẩn bị đi tìm bọn họ, vừa thấy họ chủ động tìm đến cửa thì không khỏi cười khẽ, theo thói quen nhìn về phía đường quân giao trước, nhưng lại thấy sắc mặt nàng trắng bệch, cả người trông có vẻ gầy đi. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn cau mày, lo lắng hỏi. Đường quân giao đang định mở lời lại bị đường Hoài Châu nhẹ nhàng nheo cánh tay, thế là nàng lập tức nuốt lời định nói lại, để hắn tự mình nói chuyện chôn cất hài cốt. Hạ Thiệu Đình gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề, nàng ấy vốn dĩ là hậu nhân của hứa gia, gặp nạn nhiều nay, dù khi còn sống cốt nhục không thể đoàn viên thì sau khi chết cả nhà cũng nên sum vầy. Nếu người trong họ hứa thị có vấn đề gì, ta sẽ đứng ra thương lượng. Không cần đâu, trước khi đến bọn ta đã thương lượng với tộc trưởng hứa thị rồi, ông ta cũng đã đồng ý. Đường Hoài Châu nói, người trong dòng tộc hứa thị đã chiếm được rất nhiều món hời từ hứa bá nho bây giờ tìm được nữ nhi hứa ra tự nhiên sẽ không kiếm chuyện với bọn hắn, suy cho cùng dòng tộc hứa thị có thể sung túc giàu có như bây giờ, cũng không thể thiếu công lao của hứa bá nho. Như vậy thì tốt. Hạ thiệu đình gật đầu, dừng một chút lại nói. Ta còn có chuyện phải rời đi một vài ngày, việc của chùa Triều Vân tạm thời giao cho Tào Thăng phụ trách, nếu huynh muội hai người có chuyện gì cứ tới tìm hắn, ta sẽ mau chóng quay lại. Tùy hắn nói như thế nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía đường quân giao. Đường quân giao vừa nghe đã cảm thấy không nỡ, nàng tiến lên nắm lấy cổ tay áo của hắn, nói với vẻ bịn dịn không nỡ. Chẳng phải mau chóng quay lại nhé. Ánh mắt hạ thiệu đình nhu hòa. Được, nàng cũng phải nghe lời ca ca đấy, không được chạy loạn làm ta lo lắng. Đường quân giao ngoan ngoãn đáp lời. Hạ thiệu đình thật sự đang rất vội, vốn còn muốn nói với huynh đệ hai người thêm vài câu nhưng chẳng được bao lâu đã có ba quan binh lần lượt vào bẩm váo, quả thực không thể phân thân làm việc khác. Huynh muội đường thị thay thế cũng không muốn quấy rầy hắn, nên im lạnh rời đi. Bảo nha, muội đồng ý với ta, dù thế nào cũng không được để đình ca biết chuyện về muội đời trước. Đường Hoài Châu chợt nói. Đường quân giao ngây người, hỏi theo bản năng. Tại sao à? Đừng hỏi vì sao, nói tóm lại, muội không được phép nói chuyện đời trước cho bất cứ ai, muội đồng ý là được. Giọng nói của đường Hoài Châu cương quyết hiếm thấy. Đường quân giao khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Vâng, muội đồng ý với huynh. chương 87, Thẩm vấn. Vào ngày chôn cất di thể của môn vũ, trời mưa phùn lất phất suốt cả ngày, sau khi ngôi mộ mới được xây dựng. Đường quân giao cảm thấy trong lòng bình yên hiếm có. Quả thực như tái thần tiên nói, tiểu cô nương hứa ra đời này đã qua đời mười mấy năm rồi nàng ấy đã đi đầu thai truyền thế từ lâu nếu đầu thai được sớm thì qua hai hoặc ba năm nữa có thể xuất giá mọi chuyện hiện giờ chẳng qua chỉ là sự an tâm mà người sống tìm kiếm cho chính họ đường hoài châu bỗng nhiên đi lên phía trước trịnh trọng cúi đầu trước ngôi mộ mới xây trong lòng thầm nói đa tả mọi người thấy thế ai nấy đều ngạc nhiên không thôi đường quân giao hiểu hắn làm vậy là có dụng ý gì nàng cảm thấy sông mũi mình cay cay, vội càng cúi thấp đầu che đi. Tái thần tiên thở dài thật khẽ, cũng đi lên hành lễ. Đường hoài miễn một bụng hoài nghi, lúc thì nhìn sắc mặt ngưng trọng của đường hoài châu, lúc thì ngó vẻ mặt bi thương của đường quân giao, hắn nghĩ ngợi một lát, cuối cùng vẫn không nhiều lời. Đi thôi. Đường hoài châu bước lại, nhỏ giọng nói. Đường quân giao gật đầu, hai huynh muội sánh vai mà đi. Đường hoài miễn thấy thế cũng vội vàng đi theo sau, mấy người đi được một đoạn thì nhìn thấy tào thăng dẫn theo hai quan binh đi đến. Ha vị đường công tử, đường cô nương. Tảo thăng chắp tay chào hỏi, sau đó chỉ vào hai người phía sau. Thời gian tới an toàn của các vị sẽ do hai người này phụ trách. Không cần đâu, hiện nay các ngươi nhân thủ cũng không đủ nên không cần lo lắng cho bọn ta đâu, chúng ta có trường phong với trường thuận là đủ rồi. Đường hoài châu lắc đầu nói. Đây là việc trước khi đi tướng quân nhiều lần căn dặn thuộc hạ, xin đường công tử đừng khước từ. Hiện giờ đang là lúc thời buổi rối ren, các vị chính là bạn bè trí thân của tướng quân, bọn ta bảo đảm an toàn của các vị cũng chính là giảm bớt lo lắng của tướng quân. Tào Thăng lại kiên trì nói. Nghe hắn ta nói vô cùng có lý, đường Hoài Châu cũng không tiếp tục từ chối thêm nữa. Ba ngày trước, Hạ Thiệu Đình đã dẫn một đội nhân mã lặng lẽ rời khỏi huyện An Bình. Đường quân giao biết lý do hắn rời đi nhất định là vi chuyện của đám dư nghiệt tiền triều huyền thanh phương nghi, đường Hoài châu tự nhiên cũng đoán ra được mấy phần. Kể từ năm đồ y giả chết để đào thoát, Hạ Thiệu Đình đã biết đám dư nghiệt tiền triều này cấu kết với người đông địch, lần này thế lực của phương nghi tổn thất nặng nề, ở Trung Nguyên chẳng khác gì chó nhà có tang, trong lúc cùng đường bí lối thể nào bọn chúng cũng đến nương nhờ đông địch, cho nên sau khi hắn đưa người đến điều tra kỳ lưỡng chùa Triều Vân thì cũng không quên sắp xếp nhân thủ mai phục trên con đường duy nhất để đến Đông Địch Quốc, đợi các nàng tự chui đầu vào lưới. Sau khi hay tin bọn Huyền Thanh và Phương Nghi đi về phía đông, hắn bèn giao việc ở chùa Triều Vân cho Tào Thăng, còn mình dẫn theo đám phạm quảng gia roi túc ngựa đuổi theo. Lại nói về Phương Nghi, vì nhất thời xung động mà ngày đó bà ta đã trúng kế của đường quân giao, chẳng những tổn thất rất nhiều người có năng lực, ngay cả thị nữ Tâm Phúc Đồ Y cũng vì thế mà mất mạng. Nào chỉ dừng lại ở đấy, chính bà ta cũng bị Đường Quân Dao Quất Roi đánh thẳng vào mặt, nửa khuôn mặt bị quật đến nỗi máu tươi đầm đìa, suýt nữa hủy cả một con mắt. Vốn dĩ, chỉ cần xử lý đúng cách vết thương do roi này thì vết thương sẽ lành sau một thời gian mà không để lại sẹo. Nhưng bà ta lại đang trên đường chạy trốn, đến mạng còn khó bảo toàn sự truy đuổi dồn dập của hạ thiệu đình đã khiến cho những người bên cạnh bà ta lần lượt bỏ mạng ba tên thì vệ còn sống cũng đã bị thương rất nặng căn bản không có cách nào chống lại truy binh của hạ thiệu đình bà ta nào có thời gian dừng lại để dưỡng thương cho nên vết thương trên mặt càng lúc càng nặng khi bà ta phát giác ra điều không ổn thì vết thương đã bắt đầu bưng mù nước mù tanh hôi chảy từ trên mặt ra suýt nữa làm bà ta hôn mê vì ghê tơm Bà ta biết nếu không có phương pháp điều trị hiệu quả, khuôn mặt của bà ta kiểu gì cũng bị hủy hoại hoàn toàn. Đường, quân, giao, hạ, thiệu, đình. Bà ta nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai cái tên mà mình căm thù đến tận xương tủy. Bà ta chỉ hận lúc đầu mình không trừ khử hai kẻ tai họa kia sớm hơn. Ngực bà ta nhấp nhô dồn dập, hai tay siết thật chặt. Trải qua chuyện lần này, người bên cạnh mà bà ta có thể dùng được chỉ còn ba tên thị vệ bị thương. Thế lực ở lại Trung Nguyên cũng gần như bị nhổ tận gốc, hoàn toàn không đủ để hỗ trợ bà ta tiến hành bất kỳ hành động nào. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng bà ta cũng biết Trung Nguyên đã là nơi mà bà ta không thể tiếp tục ở lại lâu, bà ta nhất định phải kịp thời rời đi, nếu không đến lúc đó e rằng thật sự sẽ phải mất mạng ở Trung Nguyên. Thế nhưng, hiện giờ phải làm thế nào mới có thể tránh được truy binh của Hạ Thiệu Đình đây? Bà ta cố gắng làm mình bình tĩnh trở lại, nhanh chóng động não nghĩ kế sách để ứng đối. Đạo trưởng, uống nước đi. Ừ, đa tá. Giọng nói bên ngoài truyền vào, mắt bà ta khẽ lóe lên, nhìn về phía huyền thanh bên ngoài ngôi miếu đổ nát kia với ánh mắt kỳ lạ. Sao bà ta lại quên được chứ? Chẳng phải còn có một kẻ chết thay rất tốt ở đây sao? Một kẻ chết thay có thể vì bà ta dẫn dụ hạ thiệu đình và đám quan binh đi. Dù sao chết liễu đã có được tín nhiệm của hứa đinh nhược, không cần biết cuối cùng hứa đinh nhược có thể trèo lên được vị trí kia hay không, người này đã không còn giá trị lợi dụng nữa. Trên thực tế, từ thời điểm ông ta làm phép di hồn thất bại năm đó thì ông ta đã không còn giá trị lợi dụng rồi. Và lại, ông ta vốn là vết nhơ của Hoàng Thất Tuần Thị, không, chính xác mà nói, ông ta không được tính là người của Hoàng Thất Tuần Thị từ lâu rồi. Chẳng qua niệm tình ông ta từng cứu mình một mạng, đợi khi sau này Hoàng Diệt hoàn thành đại nghiệp, sẽ phong cho ông ta một chức quan giả coi như đền ơn. Trong lòng vừa nảy ra chú ý này, bà ta cố nén cơn đau nhức bên mặt trái rồi đứng dậy đi về phía Thanh Vân. Hoàng Thúc Lần này đường quân giao về quê để chuẩn bị cho Minh Thọ 60 của tổ phụ không phải là giả mà là sự thật. Từ ngày cả nhà họ đường chuyển đến Kinh Thành thì nhà cũ đường thị ở phủ Hạ An đã bỏ trống. Cũng may khi đường trương niên lên kinh ngày đó đã thu xếp việc nhà để nhà cửa không bị bỏ hoang. Sao, Minh Thỏ, sinh nhật kẻ đã chết. Sau khi an táng di cốt của môn vụ xong, Đường Hoài Châu vừa lưu ý tin tức của Hạ Thiệu Đình, vừa bắt đầu chuẩn bị cho Minh Thỏ của tổ phụ, đồng thời cũng đắn đo gửi thư về kinh cho cha nương để báo bình an. Trong thư đương nhiên không hề nhắc đến một chữ về những chuyện đã xảy ra với muội muội. Đường Tùng Niên nhận được thư vừa đọc đã biết nhi từ chỉ báo chuyện tốt, không kể chuyện xấu song ông cũng không để ở trong lòng bởi ngoài chính sự bận bù đầu tóc rối không có thời gian rảnh rỗi ra cũng là bởi vì ân sư của ông kỳ uyên đứng đầu bách quan đã lâm trọng bệnh tình trạng không mấy khả quan có lẽ kỳ uyên biết tuổi thọ mình không được bao lâu nên từ mấy năm trước sau khi lấy được sự ngầm chấp thuận của thiên hy đế kỳ uyên đã từ từ giao lại quyền lực trên tay mình cho đường tùng niên cho nên lần này ông ấy bỗng nhiên bệnh nặng tất cả mọi chuyện trong trung thư tỉnh không mảy may rối loạn. Với thiên hy đế mà nói, kỳ uyên là trung thần lương tướng của ông, cũng là chi kỳ đời này của ông, kỳ uyên bệnh nặng chẳng khác nào dám một đòn công kích nặng nề vào ông. Tệ hơn nữa là, sức khỏe của hoàng hậu vốn đã có chuyển biến tốt lên kể từ khi hai nhi tử giải hoài, nhưng hôm qua khi đang xử lý chuyện trong cung thì hoàng hậu đột nhiên té xỉu mặc dù nhanh chóng tỉnh lại nhưng cả người đã yếu đi rất nhiều lương tướng tri kỷ phu thê kết tóc lần lượt bị bệnh điều này khiến cho lòng thiên y đế nóng như lửa đốt thành ra không có tâm trạng xử lý chính sự nhìn người trông như già đi vài tuổi cũng may ông đã đăng cơ nhiều năm gốc rễ sớm đã ổn định vĩnh vàng ông đối xử với bề tôi chuyện nào ra chuyện nấy lúc cần phóng khoáng thì phóng khoáng khi bàn chính sự thì nghiêm khắc phân minh chúng triều thần hết lòng thần phục ông cũng vô cùng trung thành tận tâm ngoài ra ông còn có những bề tôi như đường tùng niên khâu trọng vi lương có thể giúp ông trèo trống mọi chuyện lớn nhỏ trong triều vẫn được tiến hành và xử lý đâu vào đấy thế nhưng sự vô tâm với chính sự của thiên hy đế rơi vào trong mắt tín vương chẳng khác nào mộ cơ hội ngàn năm có một thêm nữa đường tùng niên hiện nay giống y hệt kỳ châu Tín vương suy tư hồi lâu, rồi quyết định nâng thị thiếp đường quân nhu lên làm thứ phi, muốn mượn việc này để củng cố quan hệ thông gia với phủ đường. Chỉ là, sau đó hắn lại hay tin phủ đường chia nhà, đường tùng niên đã chuyển phủ, ấn đường hắn bất giác nhíu chặt lại, thế nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, một bút không viết ra được hai chữ đường, chẳng lẽ bọn họ chia phủ rồi thì cũng cắt đứt huyết mạch luôn sao? Nghĩ thông suốt điều này, đêm đó hắn ở lại phòng của đường hoài nhu nói lấp lửng để cho nàng ta chăm đến phủ đường tùng niên hơn đường quân nhu hiểu ý của hắn nàng ta nào dám từ chối nghe vật vội vàng đồng ý sau đó liếc hắn một cái đầy kiều mị rồi vẽ một vòng tròng lên ngực hắn một cách khiêu khích tín vương bị nàng ta khiêu khích đến nỗi cả người khô nóng hận không thể lập tức sử dụng bản lĩnh của mình để làm cho nữ tử này nằm dưới thân hắn không ngừng khóc lóc cầu xin nhưng vừa nghĩ đến đường phủ phía sau nàng hắn đành phải đè xuống loại cảm giác hăng máu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng và dịu dàng vỗ nhẹ lên sau đó tìm đại một lý do để rời đi đường quân nhu thấy mình rõ ràng đã khêu gợi được hứng thú của hắn không ngờ hắn vẫn rời đi mà không quay đầu nhìn lại một lần nàng lập tức vừa thẹn vừa bực từ ngày gả vào vương phủ quả thật tín vương đối xử với nàng rất ân cần dịu dàng ngay cả khi trên giường cũng như thế Lúc đầu nàng vẫn thầm đắc ý về sự thương hại của hắn dành cho mình, nhưng dần dần nàng lại cảm thấy không đủ. Nhưng cho dù nàng khiêu khích hắn thế nào thì tín vương vẫn luôn bỏ dở giữa chừng. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi đi, nhưng cứ hệ tín vương rời khỏi chỗ nàng là hắn lại cho truyền người khác đến thị tầm, làm nàng tức đến độ xém nữa bấm gãy móng tay. Chẳng qua, mãi cho đến một ngày nào đó của sau này, nàng ta mới biết sự dịu dàng của tín vương hiện giờ hiếm có như thế nào. Thế nhưng lúc đó nàng ta đã dẫm nửa chân vào địa ngục, hối hận thì đã muội màng. Khi nhận được tin Hạ Thiệu Đình bắt sống được Huyền Thanh, đường Hoài Châu và đường Quân Giao đang đánh cờ, đường Hoài Miễn bên cạnh xem đến hăng say, thỉnh thoảng còn khá không quân tử chen vào vài câu mách nước, sau khi bị hai huynh muội nhìn hầm hầm thì vội vàng cầu xin tha thứ. Khi Trường Phong tiến vào bẩm báo tin tức này, tay đường quân dao bỗng dừng lại, sát khí nhanh chóng tụ lại trong mắt, trầm mặt hỏi. Vậy Phương Nghi thì sao? Để bà ta chạy rồi. Trường Phong lại bầm, hơi ngừng một lát, hắn lại nhịn không được nói. Tâm địa của bà ta quả thực tàn nhẫn, không ngờ bà ta lại lợi dụng yêu đạo huyền thanh làm mồi nhử để mình chạy thoát, khổ cho tên yêu đạo kia còn từng cứu bà ta một mạng. Đường Hoài Châu cười nhạt. Đấy cũng là do tên yêu đạo đó tự chuốc lấy hắn hít thở thật sâu vài cái, lại hỏi. Không biết hà tướng quân định sư trí tên yêu đạo kia thế nào? Tướng quân đã viết sổ con và gửi về kinh thành ngay trong đêm, hiện tại đang đợi chỉ thị của bệ hạ. Đường Hoài Châu khẽ chớp mắt, nhanh chóng liếc nhìn đường quân giao một cái, trong lòng hai người đều ngấm ngầm mưu tính một phen. Khi hạ thiệu đình bắt sống huyền thanh, muốn truy đuổi phương nghi một lần nữa nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta đi vào lãnh thổ của đông địch quốc dưới sự bảo vệ của vài tên đông địch còn hắn bị tướng sĩ đông địch chặn bên ngoài danh giới cuối cùng không thể không tạm thời rút lui tuy không thể bắt được phương nghi nhưng cũng không tính là quay về tay không bởi vì lần này hắn đã có thể xác định thế lực của tiền triều hoàng thất tuần thị đã kết hợp với nội bộ của vương thất đông địch hắn quay đầu nhìn vẻ mặt thê lương của huyền thanh người đã tự biết mình bị phương Nghi bán đứng để trở thành kẻ chết thay, hai mắt ông ta vô thần, đã không còn dáng vẻ đức cao vọng trọng tiên phong đạo cốt như trước đây nữa, khuôn mặt lộ rõ vẻ hung ác. Bản tướng quân nên gọi ngươi là đạo trưởng Huyền Thanh hay đạo trưởng Không Vô? Huyền Thanh vốn đang thư người ra, không nói không rằng, sau khi nghe thấy hai chữ Không Vô thì sắc mặt đại biến, hoảng hốt nhìn sang, giọng nói khàn đục. Làm sao ngươi biết Không Vô? Hạ Thiệu Đình không trả lời hắn, cười lạnh nói tiếp. Từ dương đọa nhân đức cao vọng trọng, xưa nay lòng mang một trái tim nhân từ, trách trời thương dân, chắc ông ấy không thể ngờ rằng sau khi mình chết lại bị ác đồ làm liên lụy thanh danh. Sự điềm tĩnh của huyền thanh cuối cùng đã không thể duy trì nổi nữa, sắc mặt ông ta nhợt nhạt, cánh môi khẽ run, như thể muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói một câu nào. Ông ta rất muốn nói mình chẳng phải đạo trưởng không vô gì sất, càng không biết từ dương đạo nhân gì cả. Nhưng đấy là trốn cực lạc duy nhất của ông ta đời này, làm sao ông ta nỡ phủ nhân nó. Hạ thiệu đình không có lòng dạ nào cùng ông ta nói mấy câu có với trả không, hắn nghiêm mặt hỏi tiếp. Năm đó ngươi cấu kết với đám dư nghiệt tiền triều phương nghi để giết hại cả nhà hứa bá nho huyện Hoài Bình nhằm cướp nữ nhi của họ như thế nào? Sau đó ngươi chôn sống con bé, làm phép di hồn tục mệnh như thế nào? Trong suốt những năm qua, Ngươi lấy danh nghĩa ra ngoài Vân Du để hợp mưu cùng Phương Nghi và Ngũ Anh Nương gây tội khắp nơi, từng việc ngươi làm đều rành rành ra đấy. Khi hỏi những điều này, hắn không nghĩ rằng đối phương nhất định sẽ hợp tác thú nhận tội lỗi với mình, vì vậy hắn đã chuẩn bị đại hình từ trước. Đối với những tên ác nhân để đạt được mục đích mà không chuyện xấu xa nào không làm, ngay cả đứa bé mới sinh còn đang bọc tả cũng không buông tha, thì trước trước đến nay hắn chưa bao giờ nương tay hay nổi lòng chắc ẩn nào ngờ từ lúc nghe mấy từ từ dương đạo nhân và không vô thì tâm trạng của huyền thanh bỗng nhiên rối loạn lại do bị phương nghi bán đứng nên thành ra mất hết can đảm biết gì đáp nấy mặc dù chân tướng về vụ án của hứa bá nho đã điều tra được bảy tám phần nhưng bây giờ có lời chứng thực của huyền thanh vẫn làm cho hạ thiệu đình tức đến độ mặt mày tái xanh phải nắm tay tay thật chặt mới miên cưỡng để bản thân bình tĩnh trở lại cứ tưởng trời cao không tuyệt đường người, để bần đạo ngoài ý muốn biết được ngày sinh tháng đẻ của nữ nhi đường đại nhân vô cùng phù hợp với hứa đinh nhược, tiểu nữ của hứa gia. Đường đại nhân gì? Tiểu nữ nào của đường đại nhân? Hạ thiệu đình hoàng hốt, bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy lời ông ta. Đường đại nhân đường Tùng Niên huyện lệnh của huyện An Bình khi đó. Nữ nhi của đường đại nhân cơ thể yếu đuối vì sinh non, đường lão phu nhân vì bình an của cháu gái đã đến cầu xin bần đạo. Huyền Thanh đã khôi phục lại bình tĩnh, giọng nói bình thản như thể đang nhắc đến một chuyện hết sức bình thường. Là Bảo Nha, vậy mà lại là Bảo Nha, linh hồn mà bọn họ muốn giam giữ hóa ra lại là của Bảo Nha. Cả người Hạ Thiệu Đình không ngừng run rẩy, hắn bỗng nhiên lớn tiếng quán lên, rồi đột ngột lao tới cho ông ta một quyền, ông ta đập mạnh vào tường rồi bật ngược trở lại ngã nhào trên mặt đất. Ông ta cảm thấy khí huyết trong người quay cuồng, sau khi phun ra một ngụm máu thì hai mắt tối tui, lập tức hôn mê bất tỉnh. Phạm Quảng đợi ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì đẩy cửa vào nhìn, hắn thấy tướng quân nhà mình đang nắm lấy vạt áo của Huyền Thanh đã bất tỉnh, tay vẫn còn nắm chặt thành quyền toan đánh tiếp, hắn lập tức hoảng sợ, vội càng tiến lên ngăn cản. Không được đâu tướng quân, muốn đánh muốn giết thì cũng phải thẩm vấn rõ ràng trước đã. Hạ Thiệu Đình cảm thấy trong lòng mình có một ngọn lửa giận bùng cháy mãi không ngừng giống như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang gặm cắn trái tim hắn khiến hắn vừa chua xót vừa đau nhức lấy nước đến đây hát tỉnh ông ta hắn buông lỏng nắm đấm cứ thả lỏng rồi lại nắm chặt như thế nhiều lần mơi miệng cưỡng kìm nén được lửa giận càng đốt càng rừng rực hắn hát nước thật mạnh vào huyền thanh rồi trầm giọng phân phó phạm quảng nghe xong vội vã đi cho người đi chuẩn bị huyền thanh bị nước lạnh hát tỉnh, cả người đau đớn dữ dội Xương cốt toàn thân như thể sắp vỡ vụn đến nơi, ông ta ho nặng nề mấy tiếng, ho ra vài ngụm máu tươi. Sau đó thì sao? Các ngươi bèn lợi dụng lòng tín nhiệm của lão phu nhân dành cho các ngươi để hạ độc nhằm giam giữ linh hồn của cháu gái bà ấy sao? Ông nghe thấy giọng nói tàn nhẫn, tràn đầy sát khí của vị tướng quân trẻ tuổi. Ông ta lau qua loa khuôn mặt của mình, thở hổn hển vài cái, nhưng không biết đã động đến vết thương ở đâu khiến ông ta đau đến nỗi chán đổ đầy mồ hôi lạnh, suýt nữa không thở nổi. Đúng, đúng vậy. Ông ta thở gấp vài hơi, vùng vẫy muốn bỏ lên, dựa lưng vào bức tường mới ngồi vững. Ta lấy bùa câu hồn giả làm bùa bình an rồi đưa cho đường lão phu nhân, vì ta biết chắc rằng bà ta nhất định sẽ để lá bùa này trên người tiểu cô nương, sau đó ta thiết kế trận khóa hồn trong mật đạo, giam giữ hồn phách của tiểu cô nương hứa ra không để nó rời khỏi cơ thể mọi chuyện đều được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ đáng tiếng là cuối cùng lại thất bại. Việc này cũng chẳng có gì phải bất ngờ, vì đây vốn là hành động trái với ý trời. Nói đến đây, ông ta lại nôn ra một ngụm máu tươi. Lần làm phép thất bại đó đã hủy đi 78 phần tu vi của ông ta, cũng làm cho cơ thể bị thương tổn nặng, cho nên ông ta không thể không bế quan điều dưỡng. Thế nhưng tu vị bị hủy đã không còn khả năng khôi phục lại, cơ thể bị tổn hại cũng như vậy. Mà tất cả những điều này đều là báo ứng khi ông ta cưỡng chế nghịch thiên cải mệnh, trước khi làm ông ta đã nghĩ đến mình sẽ có kết cục này, nên không có gì phải oán trách cả. Cũng bởi vì làm phép thất bại mà tiểu cô nương họ Hứa vốn đã nguy cấp lại càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà Khánh Bình vẫn không chịu buông bỏ. Khánh Bình, phương nghi chính là công chúa Khánh Bình của tiền triều sao? Hạ Thiệu Đình lạnh mặt hỏi. Đúng, nàng chính là công chúa Khánh Bình chết thay nàng ta năm đó chẳng qua chỉ là cung nữ thiếp thân của nàng ta. Huyền Thanh cúi đầu nói. Sau này thì sao? Bà ta không cam lòng làm phép thất bại, thế ngươi lại làm thế nào? Hạ Thiệu Đình không ngờ bọn họ lại cố chấp như vậy, có thể thấy được bọn họ vô cùng tin tưởng vào mệnh cách của hứa Đinh Như. Tiên sư từng để lại một pháp khí bằng ngọc, nếu bần đạo dùng mạng để thế chấp, dốc hết lòng thử lại lầm nữa thì có lẽ vẫn còn cơ hội. Chỉ tiếc là... Ông ta cúi đầu thở dài một tiếng. Chỉ tiếc là trời cao không toan lòng người, miếng ngọc kia lại bị đường tiểu cô nương quăng xuống vũng nước bẩn, mất sạch linh lực, không thể dùng được nữa. Có lẽ đây chính là ý trời, cũng là lời cảnh báo của trời cao. Vào một khắc đó, ông đã biết vận số của tuần thị đã tận, không còn khả năng khôi phục lại được nữa. Tiếc là ông lại bị chấp niệm trong lòng che mờ mắt, khi tỉnh ngộ thì đã quá muộn, ông ta đã phạm phải tội nghiệt không thể tha thứ được. Hạ Thiệu Đình cố gắng cắn chặt răng, hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán đập dồn dập, cơ thể bị bao phủ bởi sát ý khiến người ta sợ hãi. Chỉ một chút nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi, nếu không phải tiểu cô nương được cưng chiều quá đâm ra tinh nghịch, nếu không phải. Hắn không dám tưởng tượng thêm nữa, hắn biết rằng chỉ thiếu chút nữa thôi, trên đời này sẽ không có tiểu nha đầu thảo mai nữa, cũng không còn cô nương có thể dễ dàng chiêu chọc hắn khiến hắn trằn chọc suốt đêm không thể ngủ ngon. Ngươi giả vờ Vân Du mười mấy năm qua là đang làm việc giúp Phương Nhi sao? Hắn hít sâu vài hơi mới miễn cưỡng thốt ra câu này. Huyền Thanh cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân đau nhức từng cơn, suýt nữa mùi không vững. Không, không phải, mười mấy năm qua ta chưa từng gặp nàng ta, cũng không hề qua lại với người của nàng ta, cho đến năm ngoái ta vô tình gặp nàng ta đang bị quan binh truy bắt ở thành Thông Châu giọng nói của ông ta càng lúc càng suy yếu, nói đến đây đầu bỗng nghiêng sang một bên, lại hôn mê một lần nữa. Phạm Quảng tiến lên thăm mạch của ông ta, tướng quân yên tâm, người vẫn còn sống. Vừa dứt lời, hắn đã thấy Hạ Thiệu Đình quay người nhanh chóng rời đi. Một lát sau, hắn lại nghe thấy tiếng, rầm rất lớn từ ngoài cửa truyền vào, như thể có thứ gì đó đổ dọc. Hắn thở dài, biết những tiếng này chắc chắn là do tướng quân nhà mình đang chút giận. Hạ Thiệu Đình đầy bụng lửa giận, nhưng không có chỗ nào để chốt ra, thế nên hắn đành thuận tay rút trường đao của một hộ vệ bên cạnh, múa loạn trong khuôn viện trống trải này một trận, sau cùng đánh một trường nặng nề lên bức tường thấp gần đấy. Bức tường thấp bé vốn đã đổ nát tan hoang, làm sao có thể chịu đựng được một trường dưới cơn thịnh nộ của hắn, cuối cùng nó không chịu nổi gánh nặng mà ầm ầm đổ xuống. Hạ Thiệu Đình thở hổn hển, thế nhưng cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn người kia sống thật tốt, có hư hỏng, có ương bướng, có nghịch ngợm, có khiến người khác phải bận tâm cũng không thành vấn đề. Cuối cùng đã có lời giải thích hợp lý cho những hành động khó hiểu của nàng từ trước đến nay, chắc hẳn nàng đã tra được những chuyện này từ lâu, biết từ khi còn bé từng bị những kẻ ác độc kia tính kế thế nên nàng ấy mới đối phó với đám Phương Nghi Huyền Thanh bằng mọi giá, đồng thời cũng biết rất nhiều chuyện của bọn họ. Trên đường trở về huyện An Bình, hắn mượn danh thẩm vấn mà dùng từng loại dụng cụ tra tấn đã chuẩn bị sẵn lên người của Huyền Thanh. Khuôn mặt hắn thở ơ trước tiếng kêu thảm thiết của ông ta, từ lúc bắt đầu dụng hình cho đến khi đau quá không kêu nổi nữa. Tướng quân, ông ta bị dụng hình nhiều như vậy nhưng vẫn không hề khai ra cái gì, có lẽ suốt mười mấy năm vân du ông ta thật sự không tham gia bất kỳ chuyện gì của dư nghiệt tiền triều nữa. Phạm Quảng thấy ông ta bị thương chi chít nhưng vẫn không khai ra lời nào hữu ích hắn trần trừ một chút rồi mới khẽ nói. Hạ thiệu đình tiến lên đá huyền thanh không biết đã ngất đi bao nhiêu lần trên đất, suy cho cùng vẫn sợ ông ta chịu không nổi cực hình mà chết, bấy giờ mới đành phải ra lệnh dừng dụng hình, rồi sai người mời đại phu giúp ông ta điều trị qua loa, tạm thời cần phải giữ lại mạng sống của ông ta để chờ diện thánh. Sau khi bắt được huyền thanh, Hạ Thiệu Đình không còn để cho hứa quân giao biết về những huyện hắn đã làm sau đó nữa. Vào ngày Hạ Thiệu Đình áp giải Huyền Thanh trở về, đường quân giao bèn tìm một lý do để đi gặp hắn. Trước tiên là để thăm dò xem triều đình muốn xử trí Huyền Thanh thế nào, và cũng để thăm dò xem Huyền Thanh có khai cung và khai nhận tội danh gì. Nào ngờ, nàng mới bước vào cửa đã rơi vào một cái ôm ấm áp hồn hậu, đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó nhanh chóng nở ra một nụ cười duyên dáng vui mừng, nàng dịu dàng nằm trong khuôn ngực rắn chắn kia, cất tiếng hỏi láo lình đình ca nhớ muội rồi sao? Nàng vốn tưởng rằng người nào đó sống nội tâm thì nào cũng ngậm ờ cho qua, không ngờ lại nghe thấy hắn cúi đầu trả lời. Nhớ lắm, rất nhớ rất nhớ, nhớ suốt dọc đường, chỉ muốn về sớm để gặp nàng, muốn ở bên nàng vĩnh viễn không rời xa. Bảo nha, ta rất nhớ nàng. Hắn rốt cuộc cũng không thể kìm chế khát vọng trong lòng mình được nữa, nhẹ nhàng nắm cầm nàng, cúi đầu phủ lên đôi môi như cánh hoa đang hé mở vì ngạc nhiên của nàng phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn